Đó, đẹp dễ sợ quá trời. Đây là trái xoài ở nhà trồng cả nhà ơi, nó bự hơn cái mặt, nó dài hơn cái mặt luôn. Hôm qua tính hái để quay clip mà ai giờ đụng vô nó sắc thật. Tôi cho trái xoài nhưng mà nó dài. Sống đẹp dễ sợ. Bây giờ mình sẽ ăn thử trái xoài nó có ngon không nghe, nó gọi là ma hai cho nút. Mà sao nó chín nó không có giống như trong hình ta. Tôi thấy nó lọ lọ rồi, nó lọ dễ sợ mà. Các sủa muốn giống như này. Đẹp dễ sợ không? Không có hợp không? Trời ơi. Trời ơi, chín quá trời. Chín quá luôn. Chín quá. Chín quá trời. Ờ, nó xoài kia mà, cơm quá trời luôn mà, hộp mỏng lé. Ngon quá. Ngon quá đậm. Ngon quá hả? Quá đậm. Ngon quá hả? Ngon quá. Ngon lắm mát. Đây là lần đầu tiên ăn cái xoài ma hai chân mất. Má nói là nó xoài này nó ngon hơn cái xoài à nông đất mai luôn. Ngon hơn luôn mấy hề. Ngon hơn mát đấy là. Cái hộp nó